Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận khung về việc cung cấp và tiêu thụ khí thiên nhiên hóa lỏng LNG cho nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power. Dự án kho cảng LNG Thị Vải và dự án các nhà máy điện Nhân Trạch 3, Nhân Trạch 4 là những dự án tiên phong và có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của PVN nói riêng và ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam nói chung trong việc thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đã được chính phủ phê duyệt. Trong đó, dự án kho cảng LNG Thị Vải do PVGas làm chủ đầu tư là dự án quan trọng góp phần bổ sung nguồn cung khí thiếu hụt trong nước giai đoạn sau năm 2020. Đối với dự án nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4, đây là chuỗi nhà máy điện đầu tiên sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu cho sản xuất điện tại Việt Nam do PV Power làm chủ đầu tư với tổng công suất dự kiến khoảng 1.500 MW. Việc đầu tư dự án nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4 sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao và thiếu hụt công suất tại khu vực miền Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu sơ cấp, giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu than nhập khẩu.